Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang với những tin tức diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố. Ngày 8 tháng 2, huyện ủy Bắc Mê tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, Ban chỉ đạo đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng, Ban chỉ đạo chuyển đổi số năm 2023. Kết luận hội nghị, lãnh đạo huyện ủy Bắc Mê đề nghị các ban chỉ đạo cần phải bám sát vào nghị quyết chuyên đề của cấp trên để triển khai thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch để tham mưu đề xuất thực hiện sát thực tiễn của huyện, có phương pháp, giải pháp xác định nội dung cụ thể trong năm để triển khai thực hiện, tổ chức quán triệt phổ biến từng nội dung tuyên truyền, đối tượng tuyên truyền, phát động ra quân các phong trào thi đua, nhất là thực hiện chuyển đổi số, cải tạo vườn tạp, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, chú trọng xây dựng thêm các sản phẩm OCOP, thực hiện tốt chương trình giải ngân hỗ trợ cải tạo vườn tạp. Ngày 8 tháng 2, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Minh đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh đã thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện những nét nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng của huyện năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2023. Trên cơ sở đó, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Yên Minh đã đóng góp nhiều ý kiến về những giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2023, với mong muốn các cấp các ngành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng lợi thế để đưa huyện Yên Minh ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Minh đã tặng quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện và mong muốn các đồng chí tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Ngày 8 tháng 2, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Xín Mần và một số cơ sở đào tạo, doanh nghiệp tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh. Trong năm 2022, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động luôn được huyện Xín Mần chú trọng. Ngoài giải quyết việc làm tại chỗ thông qua các lớp dạy nghề ở địa phương, huyện còn liên kết với các trường đào tạo nghề ngoài tỉnh, các công ty doanh nghiệp để đưa lao động đi làm việc. Tại buổi làm việc, các cơ sở đào tạo nghề đã cam kết 100% hỗ trợ đào tạo nghề và đảm bảo đầu ra cho các học sinh theo học. Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động phải cam kết tiếp nhận 100% người lao động có nhu cầu đến làm việc, đồng thời hỗ trợ chỗ ăn ở, chi phí sinh hoạt tháng đầu tiên cho người lao động. Qua làm việc, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị huyện Xín Mần tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa thu hút người lao động đi làm việc ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động. Ngành cam kết hỗ trợ về cơ chế chính sách đối với người lao động, tạo điều kiện cho đơn vị tuyển dụng lao động đến tuyển lao động. Ngày 8 tháng 2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang đã có buổi làm việc tại xã Tân Thành về công tác triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ngay từ đầu năm, xã Tân Thành đã cụ thể hóa các văn bản cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Sản xuất nông lâm nghiệp được triển khai đúng kế hoạch, lịch thời vụ, đưa giống chất lượng cao vào sản xuất, đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, xây dựng nông thôn mới đến nay đạt 10 trên 19 tiêu chí, giảm được 66 hộ nghèo. Qua làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang yêu cầu xã Tân Thành tăng cường bám nắm cơ sở để công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế. Xã phải có quy hoạch định hướng vùng phát triển kinh tế cho người dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng và quản lý khoáng sản, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng theo thiết kế, sớm hoàn thành công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện nông thôn mới gắn với trách nhiệm cán bộ phụ trách tiêu chí. Phát biểu tại buổi làm việc tại xã Vô Điếm về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Quang biểu dương và đánh giá cao công tác đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân của địa phương. Đề nghị xã chỉ đạo khẩn trương đẩy mạnh sản xuất, chăm sóc cây vụ xuân và chú ý các diễn biến của thời tiết. Ra soát cụ thể nhu cầu về giống cây trồng của nhân dân, nếu thiếu giống sản xuất thì cần sớm báo cáo để huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kịp thời. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, tập trung cao độ cho công tác giao nhận quân năm 2023 và chú ý công tác an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ xã Vô Điếm. Lãnh đạo huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê vừa đi khảo sát thực tế đánh giá hiện trạng các điểm du lịch gồm thác Năm Thùm, thôn Nà Khuổng, xã Yên Định, thác nước ở Đèo Gió, thôn Kẹp B, xã Minh Sơn. Qua khảo sát, lãnh đạo huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê đánh giá cao về những tiềm năng, lợi thế về du lịch của các điểm này. Đồng thời nhấn mạnh huyện Bắc Mê có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp. Đây là điều kiện thuận lợi để chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư cho ngành du lịch phát triển.
đề nghị lãnh đạo cơ sở và các ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến triển khai các dự án, cũng như có những định hướng phát triển ngành du lịch Bắc Mê trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân xã Bằng Lang, huyện Quang Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện đề án xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Khun. Đến nay, hoạt động quảng bá, tuyên truyền và phát triển sản phẩm du lịch của thôn được đẩy mạnh trên tiêu chí giữ vững bản sắc dân tộc vốn có, phối hợp với phát triển sản phẩm du lịch khám phá hang động, đi bộ xuyên rừng. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình yêu cầu ban chỉ đạo xã cần chủ động hơn nữa, tập trung nâng cao các dịch vụ homestay và có bảng niêm yết giá rõ ràng trên từng dịch vụ, nâng cấp và mở rộng các con đường tới các điểm du lịch ở thôn, chú trọng xây dựng lịch trình các tour trải nghiệm có sẵn để dễ dàng cho khách du lịch lựa chọn, lên kế hoạch thúc đẩy hơn nữa các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của địa phương. Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, ngay sau đại hội chi bộ, ban chi ủy thôn Yên Lập, xã Yên Thành, huyện Quang Bình xác định nhiệm vụ quan trọng là xây dựng chương trình hành động với những giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục những hạn chế tồn tại của nhiệm kỳ trước. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, phân tích làm rõ nguyên nhân, chi bộ đã họp tìm cách tháo gỡ từng phần từng việc. Mà việc đầu tiên là nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên. Chúng tôi lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ để triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng. Và thứ hai nữa, sau họp chi bộ chúng tôi tiếp tục tổ chức triển khai cho thôn bản, để họp thôn để cho nhân dân nắm được các chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp để cái nghị quyết này đi vào lòng dân. Với thôn Tân Thượng lại khác, do đặc thù là một thôn thuần nông với 31 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Để triển khai thực hiện tốt nghị quyết, chi bộ thôn luôn đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, chú trọng xây dựng, thực hiện các nghị quyết lãnh đạo sát thực tế và cử đảng viên trực tiếp phụ trách từng khu dân cư. Nhờ vậy, thời gian qua, các nghị quyết đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Nếu như năm 2021 thôn có 17 hộ nghèo, thì đến hết năm 2022 thôn đã giảm được 6 hộ nghèo. Có các chương trình, các dự án hay là các vấn đề nào đó thì chúng tôi sẽ bàn bạc với thống nhất với nhân dân. Và cái thứ hai nữa thì chúng tôi sẽ đưa nhân dân đi học hỏi cái kinh nghiệm, những cái hộ gia đình anh em nào phát triển kinh tế nó được tốt ấy, thì chúng tôi đưa vào để nhân rộng cái mô hình đấy ra. Chuyển biến tích cực ở các chi bộ thuộc Đảng bộ xã Yên Thành là nhờ đội ngũ cấp ủy cơ sở đã được kiện toàn tương đối đầy đủ với những người có trình độ, có kinh nghiệm. Đặc biệt, một số chi bộ còn có thêm các đảng viên trẻ đầy nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tuyên truyền vận động bà con nhân dân ở trong khu xóm mình ở để tăng gia sản xuất và phát triển kinh tế gia đình, để bà con nhân dân và các đảng viên trong chi bộ có một thu nhập ổn định hơn. Đảng bộ xã Yên Thành, huyện Quang Bình có 14 chi bộ trực thuộc với 358 đảng viên. Trước đây, nhiều chi bộ từng gặp khó khăn khi đội ngũ đảng viên vừa ít về số lượng, vừa thiếu cả sức trẻ. Trong khi đó, chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ cũng còn nhiều hạn chế. Do vậy, Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể cùng các đồng chí cấp ủy bám sát cơ sở và đến dự sinh hoạt cùng chi bộ thôn bản. Thông qua đó, hướng dẫn các chi bộ cách thức tổ chức cuộc họp cũng như cách xây dựng chương trình hành động với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể. Chúng tôi cũng xác định các cái nhiệm vụ trọng tâm đã giao cho Ủy ban dân xã xây dựng cái kế hoạch, đề ra các cái giải pháp để thực hiện các cái nhiệm vụ, các cái chỉ tiêu năm 2023. Trong đó chúng tôi chú trọng tập trung vào cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Thứ nhất là cái việc ứng dụng các cái khoa học kỹ thuật và sản xuất, đặc biệt là chúng tôi tập trung là tuyên truyền cho nhân dân là đưa các cái giống lúa cũng như là những cây con có năng suất chất lượng cao và sản xuất. Với những nỗ lực và giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tin rằng Đảng bộ xã Yên Thành sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngày 8 tháng 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Minh đã tổ chức kỳ thi học sinh giỏi bậc trung học cơ sở cấp huyện năm học 2022-2023. Tham dự kỳ thi có gần 100 thí sinh đến từ các trường trung học cơ sở trên toàn huyện. Các em đã đăng ký thi ở một số môn học như ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, tiếng Anh, tin học, toán, vật lý, hóa học, sinh học. Kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện là một hoạt động giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá chất lượng dạy và học của các nhà trường. Đây cũng là cơ hội để các thí sinh được thể hiện năng lực học tập, đam mê học tập, có điều kiện giao lưu học hỏi, nâng cao chất lượng học tập. Thông qua kỳ thi này, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ lựa chọn những học sinh giỏi
có tố chất và năng lực để tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, huyện Quản Bạ đã chỉ đạo các đơn vị trường học tiếp tục thực hiện 3 mục tiêu cốt lõi của chuyển đổi số. Đến nay, các đơn vị trường học tại huyện đã áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và giảng dạy, như hình thành các lớp học thông minh được trang bị máy chiếu, TV, đội ngũ giáo viên từng bước chuyển đổi từ việc soạn giáo án truyền thống sang giáo án điện tử, có hình ảnh minh họa cho bài giảng. Từ đó, đã giúp các tiết học thêm sinh động, thu hút sự chú ý của học sinh, tạo môi trường giáo dục linh động, học sinh có thể tiếp thu kiến thức một cách thuận tiện và dễ dàng. Thời gian tới, chuyển đổi số cho lĩnh vực giáo dục sẽ tiếp tục là mục tiêu cụ thể mà huyện Quản Bạ tăng cường thực hiện. Trong đó, chú trọng phát triển nền tảng, hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý giảng dạy và học tập, xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc là địa phương hầu hết đời sống kinh tế của bà con đồng bào vẫn gặp nhiều khó khăn. Trước đây, một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em mình, nên công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học sinh vẫn còn hạn chế, dẫn tới tình trạng học sinh bỏ học. Từ năm 2015 trở về trước, bình quân mỗi năm, nhà trường thường có 10 đến 20 em nghỉ học. Để giải quyết thực trạng đó, những năm trở lại đây, Ban giám hiệu các nhà trường đã tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương có những giải pháp quyết liệt về việc duy trì sĩ số học sinh. Đến nay, tình trạng học sinh bỏ học đã không còn, nhờ vậy mà chất lượng giáo dục cũng được nâng lên. Về cấp xã, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền đến là các thôn, các chi bộ cũng như các thôn là tăng cường công tác tuyên truyền. Còn về nhà trường thì nhà trường trong cơ sở đã tổ chức ký cam kết đối với các em học sinh là không vi phạm về tảo hôn cũng như hôn nhân huyết thống để đảm bảo tiếp tục đi học. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sủng Trà, bắt đầu vào năm học mới hoặc sau những kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết Nguyên đán, nhà trường yêu cầu tất cả các giáo viên phải phân loại học sinh theo từng nhóm đối tượng, trong đó phải đặc biệt quan tâm đến những em có nguy cơ bỏ học để có phương án hỗ trợ, quan tâm đúng mức. Đối với những em học sinh nghỉ học do ốm đau, các thầy cô trực tiếp thăm hỏi để tìm hiểu, động viên các em và gia đình, từ đó tạo mối quan hệ gần gũi giữa giáo viên với gia đình và nhà trường. Bây giờ là con đi học là cái gì là không biết, là cái gì không biết, ở nhà là cái gì. Nhà trẻ như thế là cái gì là không được đâu. Cho đi học rồi là cho học xong phải đi là cái gì thì là được. Năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sủng Trà có 11 lớp với 411 học sinh, trong đó có 302 học sinh bán trú. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong những năm học gần đây, công tác duy trì sĩ số học sinh cũng như chất lượng giáo dục của nhà trường đã đạt được những kết quả tích cực. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tỷ lệ huy động và duy trì sĩ số của nhà trường luôn ổn định. Đối với lại các em học sinh bán trú, sau buổi đầu tiên đến trường, tổ chức cho các em phơi chăn chiếu các loại và quét dọn khu bán trú để đảm bảo cho các em ăn ở bán trú cho làm sao mà đúng quy định nhất. Các em đến trường đã đạt trên 99%. Xác định thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đơn vị. Thời gian tới, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sủng Trà sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong giảng dạy cũng như duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra. Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức tập huấn cho 50 học viên tham gia dự án liên kết sản xuất theo chuỗi cây ăn quả tại thôn Nhiều Sang, xã Chiên Phố. Nhằm đảm bảo các vườn cây mận máu phát triển tốt, nâng cao chất lượng và sản lượng cây trồng. Tại lớp tập huấn, giảng viên Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân, cắt tỉa và vít cành tạo tán cho cây mận máu. Việc chăm sóc cây mận đúng cách là điều cần thiết để tạo ra quả chất lượng nhằm tạo thành bộ khung cành có lợi cho sức khỏe lâu dài của cây, thiết lập không gian thông thoáng, giúp cây nhận được nhiều ánh sáng mặt trời, cho quả hình thành tốt, khiến quả to, mẫu mã đẹp và hương vị thơm ngon, dễ thu hái. Thông qua tập huấn, giúp các hộ biết áp dụng khoa học kỹ thuật, chăm sóc cây tốt hơn, từ đó góp phần tăng giá trị canh tác trên một đơn vị diện tích và bảo tồn nhân rộng diện tích cây mận máu tại Hoàng Su Phì. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.